Như các bạn đã xem ở trong tập trước, thế giới đang phải đối đầu với đại dịch zombie vô cùng nguy hiểm. Chỉ có Sammy là người may mắn sống sót trong thành phố. Và cô ấy đã gặp được một tên zombie kỳ lạ biết nói chuyện, tên là Phong Cận. Và vô tình, bằng một lọ thuốc hồi máu, tên zombie này đã có lại được ý thức của một con người. Và thế là hai người họ đã kết bạn và đồng hành cùng nhau. Liệu rằng một con người và một con zombie có thể chiến đấu cùng nhau để có thể vượt qua được đại dịch này hay không? Mời các bạn đón xem. Ủa, cái tiếng gì mà ồn ào quá vậy ta? Cái bạn này gì đâu mà ngủ mà ngáy nghe hay ghê quá à. Ngáy cái tiếng nghe y hệt như tiếng của zombie vậy đó. Ui khoan, lời, hình như đó, đó là tiếng của zombie thiệt. Cái gì kia? Oh my god, tại sao mấy con zombie nó lại biết bọn mình đang ở bên này vậy? Trời, xong tôi rồi. Rồi xong luôn, bị zombie phát hiện rồi. Chết rồi, bọn nó qua đây đông quá. Ôi, không xong rồi, bây giờ phải làm sao đây? Không ngờ là sống ở ngoài biển mà bọn zombie nó cũng phát hiện ra được nữa. Kiểu này là toang rồi. Chắc là bây giờ mình cần phải tìm vũ khí. Đúng rồi, phải cần vũ khí để tiêu diệt bọn nó thôi. Không được rồi. Mình nhớ là lúc trước vũ khí ba mẹ mình có để ở trong đây. Đâu rồi ta? Hình như trong này. Đúng rồi, căn hầm bí mật. Chỗ nào ta? Trời ơi, quên mất rồi, nhớ lại. À đây. À, đúng rồi. Chiếc ba lô này. May mắn quá. Có súng ở đây nè. May quá vẫn còn. Lúc trước ba của mình vẫn còn để lại cho mình để chiến đấu với zombie. Ok. Ôi trời ơi, khổ thiệt chứ. Không hiểu sao bọn zombie nó có thể phát hiện ra được bọn mình luôn. Phải nạp đạn vô thôi. Để đếm xem coi. Hiện tại ở đây đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trời ơi, rất là nhiều luôn. Không ổn rồi. Bây giờ là phải bắn cái con gần nhất ở đây. Ngắm thật là kỹ nào. 1, 2, 3. Ok, một con. Con tiếp theo. 2 con. Nạp đạn. 3 con. Con cuối cùng. Cuối cùng cũng tiêu diệt được hết rồi. Ủa, nhưng mà khoan, hình như có cái gì đó sai. Mình nhớ là hồi nãy hình như là bọn nó đông lắm mà ta, chứ đâu phải là chỉ có vài con như vậy đâu. Ủa, vậy còn bọn còn lại đang ở đâu? Chết rồi. Hình như là mấy con zombie nó đã phát hiện ra cái bạn kia ở trong nhà rồi. Kiểu này bọn nó mà phá cửa xông vào thì chắc chắn bạn ấy sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ phải làm sao đây? Đúng rồi, bơm. Phải sử dụng bơm thôi. May quá, cuối cùng cũng tiêu diệt được hết bọn nó rồi. Thật là nguy hiểm mà. Bạn ơi, bạn gì đó ơi, tỉnh dậy nhanh lên. Tỉnh dậy đi. Gì vậy? Ủa gì vậy? Trời, tôi đang ngủ mà. Tỉnh dậy ngay bây giờ đi. Bọn zombie đã tấn công đến tận đây rồi. Bây giờ bọn mình phải chạy thôi. Nhanh lên. Cái gì? Zombie tới đây luôn à? Ủa sao nó biết vậy? Tôi cũng không biết nữa. Chắc có lẽ là nó đã đánh hơi được mùi của bọn mình rồi. Bây giờ bọn mình phải chạy ngay lập tức. Nhanh lên. Tôi biết rồi. Ui, chỗ này không còn an toàn nữa rồi. Chúng ta phải đi thôi. Nhanh lên. Ơi, thật là không thể ngờ được mà. Không hiểu tại sao bọn zombie có thể phát hiện ra được chỗ của chúng ta luôn đó. Đúng là cái bọn zombie này nguy hiểm quá mà. Không thể nào mà có thể không cảnh giác bọn chúng được. Đi nhanh lên bạn. Rồi, tôi biết rồi. Kiểu này là chắc chắn ở trong thành phố sẽ còn rất là nhiều zombie. Bởi vì bọn nó đã đánh hơi được mùi của chúng ta rồi. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải kiếm một cái chỗ nào đó an toàn hơn. Nhanh lên. Đi theo tôi. Trời ơi, mệt quá à. Nè, bạn nhớ giữ im lặng nha, không được làm ồn đâu đó. Bọn zombie mà nghe được thì nó sẽ chạy đến đây đó. Ok, có vẻ chỗ này khá là an toàn. Tôi không thấy một con zombie nào cả. May quá. Trời ơi, mệt thiệt luôn á. Không hiểu tại sao bọn zombie có thể đánh hơi được mùi của mình với là các bạn kia nữa. Nhưng mà bây giờ là buổi sáng mà ta. Tại sao bọn nó có thể nghe được mùi nha? Kỳ lạ thật. Chứ tại sao zombie có thể gọi là đánh mùi buổi sáng nha? Mệt hết cả người. Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là bọn zombie bây giờ bọn nó đã tiến hóa lên một cái gọi là cấp mới rồi. Kiểu này á là chúng ta không còn có thể nào mà giữ an toàn được khi sống ở ngoài biển đâu. Bởi vì á, ở ngoài biển gió rất là lớn, cho nên á, mùi của chúng ta rất là dễ bay vào trong thành phố. Chính vì như vậy, đó là lý do vì sao bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta. Bây giờ tôi cũng không biết chỗ nào sẽ là chỗ an toàn cho hai đứa mình nữa đây. Phải sống ở đâu bây giờ?
Giờ sao đây? Bây giờ mình phải sống ở đâu đây? Kiểu này là thế giới này đã càng ngày càng nguy hiểm rồi. Tôi cũng không biết nữa. Thôi bây giờ như thế này đi, tạm thời chúng ta cứ quay trở về nhà cũ của cậu để kiếm coi trong nhà của cậu có cái gì có thể dùng được hay không, rồi chúng ta tìm chỗ mới, được không? Chắc vậy quá. Thôi chuyện thôi chứ sao giờ. Ôi Rồi rồi, trời ơi, vậy thế thì giới này càng sợ. bây giờ phải đi đến nhà của cậu thôi, nhanh lên nhanh lên. Ủa Sammy ơi, gần tới nhà của cậu chưa vậy? Coi chừng zombie phát Nhà hiện ở chúng ta đó. nhà túi hả? Cũng sắp tới rồi nè, từ từ xem coi hướng nào nè. Chỗ nào vậy? Bên này nè, bên này nè. Trời ơi, đây bên này, bên này. Thôi, được rồi, may quá. Mau mau vào kiếm coi có cái đồ gì có thể dùng được hay không. Nhà Ủa? có tôi. Ôi. Trời đất ơi. Nhà Thôi. của tôi bị zombie phá Nguy hiểm mất thật. Bọn zombie này á không chỉ gọi là tấn công con người mà bọn chúng còn phá hủy cả cả nhà nữa. rồi. Nhà của tôi. Kiểu này còn nhà đâu mà sống nữa trời. Bây giờ á tôi nói cho cậu nghe nè, chúng ta cần phải vào bên trong để kiếm đồ, sau đó là phải đi đến một cái nơi khác sống, tại vì chỗ này zombie đã phát hiện ra cậu rồi, bọn chúng sẽ nhớ được vị trí của cậu và sẽ quay trở lại chỗ này đó, không sống được ở chỗ này nữa đâu. Đi nhanh lên. Chỗ này tôi thấy có mấy cái bình nước nè, tôi nghĩ là cái bình thuốc này sẽ có tác dụng cho chúng ta đó. Kiếm thử xem coi còn cái gì có thể dùng được không. Đây nè. Hình như chỗ này có một cái ba lô nè. Sammy, nhanh lên lấy đi. Có hả? Ở đây để tôi lấy. Hình như là giường ngủ và mọi thứ ở trong nhà đều bị bọn zombie phá sạch hết rồi. Bây giờ tôi nghĩ rằng là ở đây có mấy cái bàn ghế rồi cái kiểu nè, tôi nghĩ nó bọn nó sẽ có ích đó, chúng ta phải 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 đem bọn nó về thôi. Nhanh lên nhanh lên. Đây rồi, tôi đang nhanh nè. Ai, nguy hiểm thật. Rồi bây giờ thì đi thôi, tôi nghĩ rằng chúng ta không nên ở đây lâu đâu, bởi vì bọn zombie sẽ còn nghe được mùi của bọn mình đó. Nhanh lên nhanh lên. À mà khoan, từ từ, để một tí. Tôi nghĩ rằng những cái hàng rào này sẽ có ích nè. Lấy 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 lấy. Ủa, có hả? Đúng rồi đúng rồi. Được rồi, tôi mới vừa ném một quả bom khói để cho mùi thuốc súng có thể gọi là lẫn vào trong mùi của cơ thể chúng ta, tránh trường hợp bọn zombie sẽ phát hiện ra chúng ta đang ở đây. Bây giờ phải tìm vị trí khác để mình sống thôi. Nhanh lên nhanh lên. Ui, hay dữ ta. Ui. Ai, chết rồi, mới đó mà lại sắp trời tối nữa rồi. Kiểu này là bọn zombie sẽ còn dễ phát hiện ở chúng ta hơn khi mà trời tối đó. Nhưng mà bây giờ sống ở Ủa? ngoài biển cũng không được. Hả? Sao? Bây giờ vậy bây giờ mình phải làm gì đây? Tìm chỗ nào cũng không được, bây giờ sao đi trời? Theo như tôi nghĩ á là nếu như sống ở ngoài mặt đất á thì cũng không được, bởi vì bọn zombie sẽ đánh hơi được mùi. Còn nếu như sống ở ngoài biển á thì cũng không được luôn, bởi vì ở ngoài biển gió rất lớn, có thể khiến cho mùi của chúng ta bay vào trong thành phố và bọn nó sẽ phát hiện ra. Cho nên bây giờ chỉ còn cách nào để có thể trốn được bọn zombie đây ta. Zombie mà cũng biết bơi nữa. À đúng rồi, tôi có cách này. Hay là bây giờ chúng ta kiếm chỗ nào đó cao cao để leo lên đó đi. Bởi vì tôi nghĩ rằng là khi chúng ta ở trên cao á thì bọn zombie sẽ không nghe được mùi đâu, bởi vì bọn nó đang ở bên Trên dưới đất mà. cao hả? Đúng rồi. Cũng hay. Tôi nghĩ được á. Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta mau mau đi đến cái chỗ nào đó cao cao đi. Để tôi xem coi. Ở trên kia thì quá là bé, không thể sống được. Bên này thì cũng chưa cao lắm. Có chỗ nào có thể an toàn hơn không ta? Hey, bạn ơi, bạn Ủa? nhìn Cái gì kìa, vậy? ở bên kia có một cái tòa nhà, bọn mình lên trên đó đi. Được á, được á, được á. Tôi nhìn thấy tòa nhà này cao lắm luôn á trời. Nhưng mà Được được zombie sẽ được. không bao giờ gọi là gì đó lấy tới tụi mình đâu. Bây giờ như thế này nha, chúng ta phải leo trên cây như thế này nè để tránh xuống dưới đất. Bọn mình mà xuống dưới đất á là không chừng có zombie ở bên dưới đó. Ok, nhảy qua đây. Rồi, leo đây nè, leo đây nè. Ok, cố lên, cố lên, cố lên. Đây. Tòa nhà này nhìn cao quá à. Đúng rồi, tôi thấy cái tòa nhà có vẻ là khá là an toàn đấy. Thôi được rồi, bây giờ bọn mình mau nhảy qua đó đi. Hơi, cẩn thận nha. Rồi, Tôi biết leo lên, leo mà, lên. cái này tôi dễ mà. Trời ơi, từ lúc tôi biết hành zombie á, tôi cảm thấy gọi là cơ bắp của tôi giống như là nó đang bị nó đang bị mục hay sao á. Tôi khó leo lên trên ghê luôn á. Cố lên. Ok, lên lên, mình lên được rồi nè. Nhanh lên, nhanh lên. Ui. Hay cha. Rồi, tôi lấy được rồi. Qua đây, qua đây, May qua đây. quá. Tôi nghĩ rằng là chỗ này cũng khá là an toàn rồi đó. Chắc là có lẽ tối nay chúng ta sẽ phải cắm trại trên đây thôi. Hy vọng rằng là mọi chuyện sẽ ổn. Tôi cũng vậy. Cuối cùng cũng cảm thấy an tâm hơn được một chút rồi. Chắc là ở trên cao như thế này bọn zombie sẽ không phát hiện ra đâu. Khổ thiệt luôn á, bị biến thành zombie rồi mà bây giờ vẫn còn phải sợ zombie chạy trốn nữa chứ. Ủa, bạn gì đó ơi, bạn gì ơi? Ủa, cậu kêu tôi hả?
Đúng rồi. Ủa sao nhìn bạn có vẻ buồn vậy? Thì tại vì trời tối á, mỗi lần mình nhìn trời tối á, thì tôi lại nhớ gia đình của tôi á. À, nhớ gia đình hả? Thôi không sao đâu. Tôi nghĩ rằng là gia đình của cậu chắc là sẽ an toàn ấy mà. Còn tôi thì tôi đang không biết gia đình tôi đang như thế nào nữa đây. Bởi vì tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó thực sự rất là kinh khủng. Bọn zombie đã nhào vào trong nhà và tấn công cả nhà của tôi luôn. Không biết bây giờ mọi người đang như thế nào nữa. À mà khoan, tính ra chúng ta đã đi chung với nhau từ bữa đến giờ đó, mà mình vẫn chưa biết được tên của cậu nữa. Cậu tên là gì vậy? Ha, tôi có giới thiệu. Tôi tên là Sammy. Ủa còn ông thì sao? À, Sammy hả? Wow, cái tên nghe đẹp đó. Còn tôi thì tôi tên là Phong Cận. Phong á là tên của tôi, còn Cận ở đây có nghĩa là tôi bị cận thị á mà. Cái gì? Cận đây, còn đây là Phong Cận hả? Nghe đúng bắt rồi. Gì vậy? Đúng rồi đó. Mấy mốt á, tôi mà đi mổ mắt tôi hết bị cận rồi, lúc đó tôi sẽ đặt tên cho tôi là Phong Không Cận. Trời ơi, nghe cái tên mệt dễ sợ luôn à. Ủa mà từ từ, cho tôi hỏi cái này nhẹ nha. Hả, hỏi gì? Tại sao cậu bị biến thành zombie vậy? Thì hồi nãy tôi có kể cho cậu nghe rồi đó. Hôm đó bọn zombie đã lao vào trong nhà và tấn công cả gia đình của tôi. Và tôi đã hy sinh nhào ra để cản bọn zombie lại, để cho ba mẹ tôi và ông bà tôi có thể chạy trốn. Và tôi bị bọn chúng cắn, thế là bị biến thành zombie luôn. Nhưng mà từ lúc đó đến tận bây giờ tôi cũng không biết gia đình tôi đang như thế nào nữa. Tôi cũng đang rất là lo, không biết rằng là mọi người có an toàn hay không. Ủa, hình như trong cậu có vẻ mệt mỏi rồi đó. Hay là bây giờ cậu mau đi ngủ đi, để còn ngày mai giữ sức còn chiến đấu với bọn zombie nữa. Chắc vậy, qua sáng giờ toàn chạy trốn zombie không à. Thôi bây giờ cậu cũng lo ngủ sớm nha, mai còn chiến đấu với zombie á. Được rồi, tôi biết rồi mà, cậu cứ ngủ trước đi. Rồi, ngủ nha, chúc ngủ ngon. Ok. Chắc là bây giờ mình cũng phải đi ngủ thôi. Nhưng mà khoan, tại sao mình lại cảm thấy nhức đầu như thế này vậy? Nhức đầu quá, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ủa, chuyện gì vừa xảy ra vậy ta? Tại sao mình lại nhức đầu như vậy chứ? May quá, bình thường trở lại rồi. Thôi, chắc cũng phải đi ngủ thôi. Có vẻ hôm nay quá là mệt rồi. Nè, Phong ơi, dậy đi, trời sáng rồi. Phong ơi, nè, dậy đây. Ủa, chuyện gì vậy? Ủa, trời sáng rồi hả? Sáng rồi nè, trời ơi, sao sáng giờ cậu ngủ vậy? Trời, tại vì hôm qua tôi mệt quá đó, cho nên là tôi ngủ hơi sâu. Trời sáng rồi à? Thôi được rồi, bây giờ tranh thủ lúc trời sáng, chúng ta hãy mau mau đi kiếm coi xung quanh đây có cái gì có ích hay không. Để còn gọi là tranh thủ về nhà, không thôi trời sẽ tối. Rồi, tôi biết rồi. Thôi đi, đi thôi. Khoan từ, để tôi một xíu, để tôi lấy súng đã. Cái gì cũng phải cần phải chuẩn bị trang bị vũ khí đàng hoàng hết. Không thôi là bọn zombie tấn công là xong luôn á. Tôi nghĩ rằng ở trong tòa nhà này sẽ có đồ cần đấy. Mình đi xem thử đi. Nhảy xuống đây nè. Rồi. Để tôi xem coi xung quanh này có gì không. Ơi, có mấy cái rương nè. Có rương hả? Không có gì bên trong cả. Bây giờ chúng ta chia nhau ra đi, để xem coi xung quanh này có gì hay không. Ở bên rồi, này còn rương nè. Đây tôi kiếm. Ủa, cũng không có gì luôn. Thiệt sự á. Ủa, Sam, lại đây. Ở chỗ này có cái tivi nè. Tôi nghĩ là cái tivi này sẽ có ích cho chúng ta đó. Tivi à? Ủa không, lẽ em đem tivi về để xem hoạt hình nè. Trời ơi, cũng nít dữ vậy. Tào lao, bà không biết gì hết trơn á. Chúng ta phải lấy tivi về để làm gì biết không? Chúng ta sẽ sáng chế tạo cho chúng ta một cái máy gọi là tín hiệu để xem coi xung quanh đây có ai còn sống hay không. Với lại là còn phát tín hiệu để cầu cứu chứ. Hiểu không? Ai biết, trời ơi, hóa ra cậu biết chăng gọi là chế tạo luôn à, hay dữ vậy? Trời ơi, đúng là cậu không biết gì hết trơn á. Để xem coi xung quanh đây còn gì không. Để xem coi. Ui, quá trời rương nè. Sam, bên này nè. Bên này có hai cái đèn pin nè, tôi nghĩ là sẽ có ích đó. Nè. Đây rồi, tôi dựng cái nè. Wow, được quá nha. Cái đèn pin này khi thắp sáng, chúng ta sẽ có thể chạy được trong bóng tối. Quá là tiện luôn. Thôi được rồi. Trời mưa mất tiêu rồi. Nhưng mà không sao, trời mưa như thế này á, có thể giúp cho trôi hết mùi của chúng ta. Bọn zombie sẽ không phát hiện ra đâu. Mình phải kiếm thêm đồ thôi.
Ồ, một lạp đá đỏ, cái này cần thiết nè. Ôi, ở chỗ này còn có thêm một cái laptop nữa nè. Wow, hay quá, vậy là chúng ta có thể gọi là lên mạng được rồi. À, kiểu này là chắc chắn chúng ta sẽ có thể chế tạo được một cái máy có thể phát ra tín hiệu để cầu cứu á. Từ để tôi xem thêm coi còn gì ở đây nữa không. Để xem coi, cái rương này không có gì nè. Còn bên này, ồ, có rất nhiều đá đỏ luôn. Ây, may quá, được nha, được nha. Rồi, được rồi, tôi nghĩ rằng là như đây cũng đủ để chế tạo một cái máy phát tín hiệu rồi đó. Ây, hay thật. Vậy là cũng đã phát hiện ra được rất là nhiều đồ có ích rồi. Bây giờ tiếp theo nữa chắc là chúng ta phải đi kiếm thức ăn đi. Tại vì hôm qua đến giờ tôi cũng chưa ăn gì cả. Hơi bị đói bụng á. Sam có đói không? Hàng chi sáng giờ bụng tôi cứ kêu ruột ruột hóa ra chưa ăn sáng. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đi kiếm đồ ăn đi. Tranh thủ lúc trời mưa như thế này nè. Tôi nghĩ là cũng khá an toàn đấy. Ok, đi xuống đây nào. Nhanh lên nhanh lên. Thầy tôi xuống liền nè. Ôi mà trời mưa này biết ăn gì bây giờ ta. Trời ơi, bây giờ mà kiếm được đồ ăn là may mắn lắm rồi đó. Ở đó mà còn suy nghĩ coi là ăn món gì nữa. Nhớ cẩn thận nha. Nhanh lên nhanh lên. Thôi. Đi qua đây qua đây qua đây. Ê Phong ơi. Hả? Bây giờ tụi mình phải đi đâu đây? Quá trời cây này sao mà tìm đường được? Tôi nghĩ bây giờ á, cách tốt nhất để có thể kiếm được đồ ăn á thì chắc là phải đến những cái chỗ nào mà họ có trồng khoai tây với lại lúa. Những cái đó chúng ta có thể đem về nhà trồng để có thể có được đồ ăn. Chứ ở trong thành phố như thế này á, mấy cái đồ ăn trong siêu thị chắc tôi nghĩ rằng là cũng hư hết rồi, không còn ăn được nữa đâu. Hiểu không? Rồi tôi hiểu rồi, mà bây giờ tìm ở hướng nào đây? Trời ơi, cây nhiều quá. Ôi, sao? Im. Cái gì vậy? Im. Bên này. Bên này. Tôi phát hiện ra một con zombie. Ây, trời ơi. Xém nữa là bị bọn nó phát hiện ra rồi, thấy chưa? Ây, một con zombie cũng rất là nguy hiểm luôn đó, không phải là chuyện dễ dàng đâu. Để tôi ngắm thẳng vào đầu nó nè. Ngắm cho kỹ nha. Được rồi. 1, 2, 3. Rồi, tí gì được đó rồi. Đi thôi, nhanh lên. Ôi, hay dữ vậy. Ê, có chân. Bên này vẫn còn một con. Để tôi. Hay. May quá. Rồi, ok, tôi nghĩ là an toàn rồi đó. Tính ra quá. Cậu dùng súng cũng hay chứ bộ. Nhìn vậy mà ghê ta. Tôi nói cho cậu biết nha. Tính ra trước khi tôi bị biến thành zombie á, tôi đã từng là một thợ săn đó nha. Ngầu chưa? Làm thợ săn mà bị zombie cắn. Ơi nè, tôi bảo vệ gia đình tôi trên mới bị zombie cắn thôi. Đừng có trêu tôi kiểu đó. Đi thôi, nhanh lên. Tôi biết mà. Không thôi trời lại tối đó. Qua đây. Núp. Nhanh lên. Ôi, trời ơi, thiệt luôn á. Không hiểu sao bọn zombie hôm nay đông ghê luôn. Ở đâu cũng có đó nè. Chỗ này vẫn còn 3 con nè. Khổ thật. Có một con còn bị mất một cái chân nữa kìa. Đúng là đáng sợ thiệt luôn á. Ba con như thế này á mà sử dụng súng á là không an tâm đâu. May quá tôi có mang theo một ít bơm. Để tôi hey. Ném nha, nè nha. Yên tâm. Wow. Hay sấn quá. Ok, tiêu gì được hết rồi. Đi qua nhanh lên. Ai, cũng may á, bọn zombie này á, bọn nó chỉ có thể đánh hơi được thôi. Chứ bọn nó mà nghe được tiếng từ nãy giờ bọn mình bắn ầm ầm như thế này á, bọn nó sẽ kéo đến đông lắm luôn á. Ai, may ghê. Đi qua đây. Đói quá à, chừng nào mới tìm được lúa đây trời. Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ hy vọng là ở trong đó có thể gọi là kiếm được cho chúng ta một ít khoai tây. Cố lên đi, tôi cũng đang đói lắm nè. Nhưng mà bây giờ bọn mình phải gọi là cố gắng kiếm được đồ ăn trước khi trời tối. Tôi thấy trời cũng mờ tối rồi đó. Coi chừng á, bọn zombie tấn công là xong luôn á. Ơi, cẩn thận nha, quay hố á. Nhảy qua. Tôi bà rượu mà, lo gì vậy? Thôi xong rồi, trời hình như đã xế chiều rồi. Kiểu này là bọn zombie xuất hiện đông lắm luôn á. Nhanh lên Sam ơi. Tôi biết rồi, khoai tây. Trong rừng tối thui như thế này luôn rồi, bây giờ phải làm sao đây? Đúng thật là không hiểu sao trời lại tối nhanh đến như vậy luôn á. Sam, bên này nè. Có lúa nè. May quá, ở chỗ này có lúa nè. Hái nhanh lên Sammy, còn về nhà nữa. Với cái đống lúa này có đồ ăn rồi. Với cái đống lúa này tôi nghĩ rằng chúng ta có thể chế được bánh mì với lại có thể trồng được đó. Tại vì có hạt giống ở đây mà. Đi qua đây coi có thêm cái gì nữa không. Có gì nữa không ta. Ui, Phong cận có nè. Khoai tây hả? Ui, đúng rồi, khoai tây nè. Nhanh. Ui, khoai tây với cà rốt nữa nè, cậu không thấy hả? Wow, cà rốt nữa, kiểu này là bụng mình no bụng rồi Sammy ơi, vui quá. Ủa khoan. Ủa. Ê Sam, qua đây. Gì vậy? Bên này có gì nè, tôi thấy có gì nè, đi vô trong xem thử coi. Ủa. Gì vậy? Ủa, chỗ này tôi phát hiện ra có một bộ xương nè Sammy. Hình như là người này đã bị zombie tấn công đó. Tội nghiệp thật sự luôn á. Ủa, nhưng mà khoan, ở chỗ này
sao con lại chú chó ngồi đây vậy? Chắc là tôi nghĩ đây là gì ta, chủ nhân của chú cún này á Phong. Ủa? À, vậy là tôi hiểu rồi Sammy à. Có vẻ rằng là chú chó này đang không tin rằng là chủ nhân của mình đã bị zombie tấn công. Và nó vẫn luôn luôn trung thành, ngồi im ở đây và chờ chủ nhân của nó tỉnh dậy. Thật là tội nghiệp. Tôi cảm giác buồn quá à. Ủa Phong ơi, sao cứ thấy lạ quá ta? Thường thường con người bị zombie cắn sẽ biến thành zombie chứ, tại sao lại biến thành như thế này nhờ? Tôi nghĩ rằng á, là do người này sức đề kháng của họ quá yếu, cho nên khi họ bị zombie tấn công á, họ đã không thể nào bị đột biến gen và biến thành zombie, cho nên họ đã phải... Thật là tội nghiệp. Còn tôi thì tôi còn khá là trẻ, cho nên là tôi còn khỏe. Có lẽ vì như vậy cho nên khi bị zombie cắn thì tôi cũng đã bị biến thành zombie, hiểu không? Hóa ra là vậy hả? Đúng rồi. Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ cứ để chú chó ngồi ở đây mãi như thế này thì một thời gian nữa chắc nó sẽ chết đói mất. Hay là bây giờ chúng ta nhận nuôi con chó đi Sammy? Ủa? Được hả? Được chứ, tại sao không? Nói chung á là có thêm một người bạn đồng hành nữa thì càng tốt mà, đúng không? Cũng được á. Được rồi, vậy thì chúng ta nhận nuôi con chó này ha. Nè nè, chó con ơi, chó con ơi, chó con ngoan nè. Bây giờ nha, anh nói chó con như thế này nha. Bây giờ chó con hãy gọi là đi theo anh với lại chị Sammy nha. Anh với lại chị Sammy sẽ gọi là chăm sóc cho em nha. Được không? Ngoan nha, ngoan nha. Chịu không? Nó lắc đầu kìa. Ui, nó lắc đầu kìa. Ok, yeah, được rồi. Thôi thì bây giờ em hãy đi theo anh với lại chị Sam nha. Được không? Ok, giờ đi 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 đi. Đi 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 đi, mình đi thử coi. Đi thử coi. Đây, nó đi theo mình rồi nè, Sam ơi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đi qua đây, đi qua đây con. Đúng rồi, nó đã đồng ý đi 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 theo bọn mình rồi đó. Đi vô đây con, nhanh lên, nhanh lên. Ai, thật sự luôn á, tội nghiệp con chó này ghê á các bạn. Nó cứ ngồi đó chờ chủ của nó mãi à. Nhưng mà chủ của nó đã bị zombie tấn công rồi. Nếu mà nó cứ ngồi đó riết thì chắc chắn là nó sẽ bị chết đói mất. Ai. Vậy là vui quá rồi, chúng ta đã có thêm một người đồng đội mới đó rồi Sammy ơi. Một thành viên mới. Đi thôi, đi thôi. Ây, cũng may là bây giờ đang là trời mưa á, cho nên là bọn zombie sẽ không phát hiện ra được mùi của chúng ta đâu. May mắn ghê luôn á. Nhanh nhanh về nhà đi Sammy, không thôi là không thôi là gọi là tạnh mưa là coi như là nguy hiểm á nha. Ủa, bên kia là cái gì đây? Hả? Ê, Sam, gì vậy? Ủa, hình như cái này là nhà của gọi là thổ dân hay sao á Sam ơi. Ủa, nhà của thổ dân hả? Ủa sao lại dưới biển vậy? Hình như đây chính là nhà của thổ dân sống ngoài biển hay sao á. Chúng ta xem có gì có thể ăn được không. Ui, Sam, nhìn nè. Gì vậy? Ở chỗ này nó có mấy cái bình chế thuốc nè. Tôi nghĩ là mấy cái bình này mấy cái bình này nó sẽ có ích đó. Lấy, nhanh lên. Nhắn luôn, vậy lúc tụi mình có thể chế tạo được thuốc hồi máu á Phong. Đúng rồi, mấy cái này có thể giúp ích cho chúng ta đó. Lấy đi. Để xem còn gì nữa không. Sam ơi, coi nè. Trời ơi, quá trời đồ ăn luôn. Quá trời đồ ăn luôn. Ôi mà khoan, hình như cái này là đồ ăn đóng hộp hay sao á. Nhìn nè. Ui, vậy là mấy cái đồ ăn này chúng ta có thể để ăn được lâu á nha. Hình như là vẫn còn ăn được. May quá, trời ơi. Vậy là tối nay chúng ta sẽ có một bữa thịt để ăn rồi. Chúng ta sẽ không cần ăn rau củ nữa. May ghê luôn á. Thôi rồi, bây giờ mình đem về đi sao. Mình đem về đi, để tôi lấy hết nha. Ok, lấy hết nè. Ui, vậy là tối nay có đồ ăn rồi. Sẵn có đồ ăn cho bé cuốn kia luôn rồi. Ok, lấy nè. Lấy thêm cái này nữa. Rồi, được rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà thôi. Bé cuốn ơi, đi về thôi nào. Yeah, vậy tối nay chúng ta có đồ ăn rồi. Ê, Sam ơi, hình như là thịt sắp chín rồi nè. Trời ơi, thơm quá. Ơi, chín rồi nè. Ui, cho tôi ăn đi. Trời ơi, nãy giờ tôi đói lắm luôn á. Đi mà. Không cho đâu. Thôi được rồi, đây nè. Đó, ăn đi. Ôi, thịt nè. Ngon quá. Ơi nè, ăn nhớ chừa tôi á nha, không được ăn hết đâu nha. Chừa lại một miếng nữa cho bé cuốn đó. Rồi, tôi biết mà. Ông ăn không? Tôi còn nè. Đưa đây. Are the king, hello team.